Hello cô chú anh chị và các bạn, welcome mọi người đã đến với kênh của lão ông Tà. Hôm nay lão ông Tà ghé đi nhà cháu của lão ông Tà là con cha bé Jocelyn, bé 5 tuổi nhỏ thường thường ở nhà chơi á. Đây là nhỏ chị em mà em mà say hi to everybody. Hi, celebrating my sister's birthday. Her birthday. And she is turning 5 years old. So what did you get her today? I gave her a teddy bear and some candy I got. Just candy? Candy is not good for you. You have to, teddy bear is okay, but candy is not good for you. And then after my mom had the surprise, she go to the beach house. Okay. So cuối tuần này bé sẽ được đi ra ngoài biển chơi. Tại có cái nhà ngoài biển á. Thì cuối tuần ra đó celebrate sinh nhật, còn bữa nay sinh nhật cho gia đình nên không có ai đông đủ nhiều, chỉ có gia đình thôi. Thì xin mời các chú anh chị và các bạn theo chân mình để vô sinh nhật của chúc mừng cho bé Jocelyn, năm nay được vừa lên 5 tuổi. Trước nhà cũng trồng được mấy cây cốc nè. Hãy ăn ở trên còn có mấy trái lủng lẳng này. Cây này là cây mai trứng khỉ, cây chanh còn trái một à. Ở đây cũng có cây khế được mấy trái, cũng nhiều chứ bao đâu ít đâu. Khế nè. Cây này là cây mận. Hi. Hello. Hello, Mr. Clean. Yep. Why are you hiding your face? I have beautiful face. Want to show. One day you have a house, the next day you have a car and a cat. Dạ đúng rồi. Anh vô ăn không đứng đợi gì nữa. Vô ăn chứ đứng đợi gì. Rồi ăn.
Bà là lớp. Thiệt con này hả? Con để ít bún lại rồi bỏ rau bỏ rồi thịt chưa nữa trời. Mà nhìn thấy cái giá không khủng bố vậy nha. Giá như cái tuần. Cái nhà này ngộ lắm, mấy tươi mới ốm ăn nhiều ghê khủng luôn á. Thấy chưa, thấy cái tiếng gồm gồm chứ ăn ghê lắm. Thấy nhiều quá hả? Chứ ổng kính thì ngại vậy thôi chứ phía sau lưng này ăn kinh khủng. Ngại gì đâu, chịu đứng phía trước ổng kính đâu. Cô nghe trong đây có gì vậy? Okay. Chạy đang biến không? Khoan sư tỷ, lấy cái đồ. Cho cà rốt cho chị đẹp gái nha. Từ khi em cùng về quan sát. Tưởng nó đang chơi vậy đó. Trời ơi, chóng bước mà. Đang chồng cái tí là my husband. Ngày chưa nghĩ không còn gì trong tay. Đúng cho ta chỉ còn nỗi nhớ với anh xuống đêm dài. Có không sao ngoài khơi tràn đầy anh cũng đi thôi. Nhìn ước mơ sau cùng anh yêu thương. Lên YouTube á. This, I made it kind of like not shaped. Hi. You on the camera? Can you review the food? So, this is... Her early birthday. Did you claim two birthdays? Món thứ muối thì có nhiều người ăn sao này tại vì thế này là mắm nêm này là bò lá lốt rồi này là bánh hỏi bữa này rau thập cẩm nè như leo như tuốt cái vậy cho ta nghe thấy chưa thấy ơi anh nhớ review ở này thì MC nói chuyện gì sao phải coi chứ nè ăn rau là đủ loại nè luôn phải ăn đủ cũng ăn cũng được người ta nhìn vô cho thấy sao rỗi sao lưng la sao mà soi rỗi ăn như này selfie nhìn toàn là hình không à ăn nhìn vô đã chưa chạy đang miếng không tôi chẳng giờ cái thứ núi này có ghê nè chứ mình phải nói ồ bò lá lốt thấy không thấy không chỉ giả bộ chỉ nữa thấy cá không mới về quốc tôi uống no quá rồi biết làm sao giờ lười với nằm xuống ngủ là sướng nhất còn hát karaoke đi ăn xong rồi la liệt cả trời người nào lấy mình thấy sợ quá nó trốn bên kia nó ngựa chén mình có dự định mới nha
có thể video kế nữa mình sẽ làm một cái kể chuyện về kỷ niệm tuổi thơ. Nếu ai muốn nghe câu chuyện đó thì cứ giơ tay comment cho mình biết nha. Nên mình sẽ làm một câu chuyện khi mới qua Mỹ và những kỷ niệm tuổi thơ cho các bạn nghe. Ai chưa nghe không? Kỷ niệm tuổi thơ. Can I take the flowers off if you don't mind? Yeah, sure. You gonna cut them for everyone? Yeah. Oh, thank you. Can I do the last one? And then can I do the two ones? Yeah, wait, let me take this one. And then you do. Sao nữa thác vô thố đi mình thấy no, I'm not biết. Eating. We call Hello Kitty. Hello Kitty died. Dale's just a kid, right? You're not just a kid, right? Okay, who's coming up first? No, you had it right there. Run, don't you had it right there. Hey!